Ai điệu nhất? Con gái như ngọt ngào. Ai giàu nhất? Ai hay khóc nhất? Em ơi đừng khóc mong tôi chỉ bắt sắp tên mình. Ai hát hay nhất? Chẳng cần một ai nữa. Ai nhậu nhiều nhất? Anh cứ nhậu thoải mái có sẵn em giàu thay. Ai ngoan nhất? Học sinh ngoan, học sinh ngoan. Ai hay thất tình nhất? Dòng mê anh mất chia tay. Ai giang hồ nhất? Em tình giả mua con thỏ đi. Ai già nhất? Anh thương tâm thân nắng mưa dài dầu. Ai có khả năng ế lâu nhất? Buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi, chứ không phải đến nỗi mà phải buồn hoài, đúng không? Mưa nào mà hấm tạnh. Càng yêu nhau lâu, người ta càng hiểu nhau sâu. Càng hiểu nhau sâu, càng dễ làm nhau đau.